Đây nha, tôi có cái cây bằng năng nhất tường vi đây. Cái cây này thì trước đây tôi vào chậu cho nó thì tôi có chèn một viên đá phía này nha mọi người. Thì tôi trồng thế này. Nhưng mà hôm nay thì tôi vất viên đá ra thì nhìn nó bị lệch chậu nha mọi người. Thì cách trồng chậu, cây trong chậu thì nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như những cây dáng trực thì nó dễ thôi. Cây dáng trực thì mình cứ trồng trung tâm chậu là được. Còn những cái cây dáng hơi xiên xiên này, này thì thường thường là người ta chọn tỷ lệ 1/3 nha mọi người. Người ta gọi là tỷ lệ vàng ấy. Nhưng mà với cái cây này thì nó cũng thuộc loại này nửa xiên nửa bay vậy nha, nửa hoành, bán xiên bán hoành. Thì cây này thì buộc phải trồng ở giáp phía đây chậu nha, thì sau này cái tán nó bay ở phía đây nó mới hợp chậu. Nếu mình trồng những cái chậu tròn ấy thì nó dễ nha mọi, những cái trồng chậu chữ nhật đấy thì mình cách trồng nó quan trọng. Chậu tròn thì mình phải trồng ở tâm chậu để cho nó bay ra khỏi miệng chậu, nhưng mà những cái chậu chữ nhật thế này thì với cái cây này thì chắc phải trồng xịt ở đây nữa anh em. Này thì phải 1/4 nhá, 1/4 chậu. Gần giáp luôn thì cây này nó phù hợp được. Cái này tôi vừa tháo kẽm nó ra giờ nó bung. Cây này hôm định hình thì tôi cũng quay anh em xem 1-2 lần. Giờ trước tiên là tôi trồng lại cho nó đã, rồi mới bắt đầu mới cắt tỉa lại. Anh em xem cho vui nha. Đây nha, tôi cũng đẩy lùi nó từ đoạn này ra đến đoạn này. Nói chung là cây này thì mình cứ lựa theo dáng mình trồng thôi anh em. Đất thấp này bỏ. Vừa thấy đất thấy cho nó thì bây giờ cũng phải ấy nữa, anh em ạ. Bấm bớt cành lại. Những cái cành này phóng này bấm thu lại anh em ạ.
đây cuối cùng ok rồi đây nha. Bây giờ nhìn cây nó cân đối với chậu. Thì video chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.